Rồi trước tiên là em đưa cái vàng ra bao nhiêu mấy chỉ giùm chị chứ. Dạ. Cho thấy cái mẫu luôn bé, cho thấy cái mẫu luôn để quý khách chụp hình. Cái này là 5 chỉ 2 15, 5 chỉ 2 1 5. Em để cho khách chụp màn hình giúp chị. Em làm sao mà để cho khách thấy được cái màn hình rồi. 5 chỉ 2 1 5 ha, rồi giờ miêu tả sản phẩm nè. Cái con tỳ hưu này là cái đai của nó là chữ phúc. Cái đai của nó là chữ phúc. Rồi, xong rồi là quay qua. Rồi bên này là chữ lộc nha. Rồi, ở trên đai của nó là con tỳ hưu. Đó, con tỳ hưu viền tấm xung quanh luôn. Nó nằm trên nguyên một cái đống vàng kim cương luôn, móc máy luôn nha. Đó, rất là đẹp, đẹp lắm. Chị cảm giác nó cũng không có rõ nét là sao ta? Chị có thấy rõ không? Sao em cảm thấy không có rõ nét? Em để qua đây chị coi coi. Ờ, rõ. Mấy cái gì mặn nhẫn ở dưới này rõ mà trên này không rõ. Rồi quay cái mặt nó ra cho chị coi. Rồi đúng rồi. Rồi qua sản phẩm khác đi. Mẫu này là 4 chỉ 72. 4 chỉ 72 nha. Rồi 4 chỉ 3. Em đứng thẳng người lên đi em, cong cong dễ thương quá. Đau lưng đó. Từ từ mình quay thẳng đi, sao đây mấy anh mấy chị thông cảm mà. Rồi cái đai là đai đồng tiền, 3 cái đồng tiền luôn, 3 đồng tiền bên đai ha. Cái này là thuộc dạng như phong thủy. Đó, con mắt của nó là bên nó mắt là màu, mắt là màu đỏ nha. Hay là lỗ tai đỏ. Cái lỗ tai đỏ nha. Trời ơi, con này hành tinh rồi. Con này tu luyện thành tinh rồi. Con mắt, à, cái lỗ tai nó là lỗ tai đỏ luôn nha. Đó. Rồi. Ở trên mình của nó là nguyên cái 3 cái đồng tiền. Nó còn cổng, bản thân nó là đã mang tiền tới cho mình rồi mà bản thân nó còn cổng luôn 2 cái đồng tiền ở trên nữa và một đống kim cương. Hột trắng có nghĩa là kim cương đó quý khách ạ. Đó, rất là đẹp nha. Sản phẩm này thì em về là nó chỉ có vài chiếc thôi. Cho nên quý khách nhanh tay giúp em nha, chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi xuống sản phẩm đi bé. Bây giờ đi em, đi em đi chị, đi em chị quay tỳ hưu đá nha. Tỳ hưu đá thì là em về là nó có 2 dạng. À, không, cái con này là con gì đâu phải tỳ hưu? Long quy. Con long ly, long quy nha. Con này là long quy nha. Đó, rất là đẹp. Đó. Đó. Con này con long quy nha, nó có loại lớn, có loại nhỏ, đầy đủ trọng lượng hết nha quý khách nha. Đầy đủ trọng lượng hết. Rồi bây giờ là em sẽ miêu tả một con đầu đàn ha. Con màu đen. Trọng lượng con lớn nó tầm, dạ, 7 chỉ 107. 7 chỉ 107, đó là cái con lớn nha. À, em phỏng thôi, có nghĩa là có con 6 chỉ, có con là 6 chỉ mấy, có con 7 chỉ 1, 7 chỉ 2, 7 chỉ 3 ha. Em nói tầm em bóc một con tự vì nó nhiều lắm cho nên đâu có bóc hết được. Em để cái móng tay ra cho khách thấy chụp màn hình chứ bé cục cưng của chị. 7 chỉ 107. Rồi cái rồi xong rồi miêu tả sản phẩm đi em. Là cái vây, cái đai của nó là chạm rồng nha. Rồi đó, nó nằm lên trên luôn. Cái đây là cái chân của nó nè. Đây là cái chân của nó nè, đẹp không? Đó. Rồi, cái mình em quay cái đầu nó trước để em quay cái lưng nó sau. Cái đầu của nó là đầu con rồng. Đó. Cái đầu con rồng, rồi cái đuôi của nó là đuôi con rùa. Là long à, long quy, dùng từ là long quy là con của rồng nha. Cái đầu con rồng mà cái đuôi con rùa, hay không quý khách thấy hay không? À, truyền thuyết á, những cái em bán những sản phẩm là của truyền thuyết không hà, đẹp bự lắm nha quý khách nha, nhưng mà cầm trên cái tay của bé Thu Trang nó nhỏ 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 nha. Đúng là nó bự lắm, ngoài đẹp lắm, hột màu đen, hột đủ màu luôn. Đó, ngầu không? Quá ngầu luôn. Quý khách thích màu nào em cũng có hết luôn nha mấy anh nha. Rồi. Đó, đẹp lắm. Rồi em bóc con nhỏ giùm chị. Bóc tượng trưng một con nhỏ, con màu vàng nhỏ đi. Rồi. Màu vàng nhỏ là nó mấy chỉ trước tiên? Dạ, 4 chỉ 264. 4 chỉ 264 nha. 4 chỉ 264. Rồi quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em miêu tả sản phẩm vẫn y như cũ, có nghĩa là cái đai của nó là giáp rồng.
vẫy hết, vẫy hết. Xong hai cái chân nó bấu lên trên cái lưng của con rồng. Đó. Rồi cái đầu của nó là đầu rồng ha. Đầu của nó là rồng này, con mắt màu đỏ. Cái hộp của nó là màu vàng ha. Cái đuôi của nó là đuôi của con rùa. Mình đầu rồng, đuôi rùa. Đó. Cái đầu con rồng mà cái mình của con rùa nha quý khách nha. Đó, rất là đẹp, độc lạ không? Chỉ có tại Kim Thành Thảo thôi. Địa chỉ của em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sao mẫu khác đi em? Thành phố Hồ Chí Minh nha. Có cửa nhỏ luôn. Rồi có S nữa. Con chúc S vẫn y như vậy, nó nằm lên, nó bấu lên trên cái mình của cái vảy rồng luôn. Và trọng lượng của nó là chỉ có 2.93 thôi. Đó. Em còn về 5 con. Về 5 con đủ màu nha, 2.93, quý khách nhanh tay giúp em nha. Đó, đẹp lắm, có 2.9 mấy mà có được một con rồng đẹp chưa? Cái này thuộc dạng con rồng con nè. Con rồng là cái đầu rồng mà đuôi con rùa nha. Đó. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục từ từ khoan, cái này là con tỳ hưu. Con tỳ hưu này á, là em cho nó là tỳ hưu chúa nha. Tại sao mà em gọi chúa, nó bự quá mà. Đó, em có đủ màu luôn, có đủ mẫu luôn. Đây là tỳ hưu chúa nha. Tỳ hưu chúa rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Đó, đeo phong thủy nha. Rồi, cầm cái nhẫn đầu tiên lên để giới thiệu. Đây là cẩm thạch tỳ hưu chúa, rất là đẹp, rất là đẹp, đẹp lắm. Rồi em đọc trọng lượng lên giúp chị. Cái này là 9.03. 9.03, chụp lại màn hình giúp em nha. 9.03 nha. Rồi miêu tả sản phẩm. Hai bên đai, em để gần con tỳ hưu giúp chị luôn để chị thấy. Nguyên một cái đầu con rồng nó đang lượn lên trên nguyên cả mấy đám mây luôn nha. Nó lướt, lướt chịu không nổi luôn. Có nghĩa là quý khách mua tẩu được cái sản phẩm này về á thì là lên như diều gió vậy, lên lên như bay vậy, như mây vậy đó. Đó, đẹp không? Cái này bên này cũng rồng y chang giống vậy luôn nha. Đó, đẹp lắm. Cái rồng lông lá rồi hả, bắt đầu là râu ria nó xù lên hết. Nó tung cánh nó bay lên trên trời mà. Đó, đẹp chưa? Trời, ở ngoài sau là nó có một cái vương miệng để bá vô cái không cho nó ra đó, con tỳ hưu là nó vô mà không cho ra đó. Đó, nó bá luôn, nó bự, nó mập, mập bóng bỉnh luôn đó. Cái miệng nó là ngậm cái đồng tiền ha. Rồi, đó, rất là đẹp. Em đeo vô tay thử cho khách thấy cái độ bự nó cỡ nào. To lắm nguyên quý khách nha, to gấp đôi bằng cái tay, hai gang tay của Như Ý luôn đó. Bự lắm đó. Em miêu tả rõ sản phẩm giống gì nè, để cho mấy anh thấy rõ kiểu nha. Rồi, em cho xuống cái mẫu này. Không, cái này là thạch anh hả? Đây là thạch anh nha. Em bây giờ em giới thiệu đá thôi. Còn rồng thì cái gì tỳ hưu là mấy cách thấy rồi đó. Đó, đây là đá thạch anh nha, cũng bự giống vậy luôn. À, rồi. Nhiều màu lắm nè, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều màu lắm đó nha. Quý khách thích đều khanh khanh giống mực giúp em nha. Rồi để cho mấy bé điện thoại theo ba cái số điện thoại chuẩn bị em sẽ ghi lên trên đầu của từng cái tư liệu một á là quý khách. Rồi đó để mẫu nó xuống đi là mấy anh sẽ điện thoại trực tiếp cho mấy bé, nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình cho mấy anh nha. Cái này nè đẹp quá nè, 5.501, 5.501 nguyên bày rồng luôn, bợ nguyên con tỳ hưu bay lên trên không trung luôn đó. Đó, 3.43 cái thỏi vàng, nguyên một con rồng bợ nguyên một cái con tỳ hưu khổng lồ bay lên không trung luôn, đẹp lắm. Rồi được rồi em. Rồi bây giờ là tới là không được rồi em, cái này đi, cái này là bốn con tứ quý hả, long lân quy phụng. Bây giờ là em sẽ cận sát mẫu nha. Đó, rất là nhiều màu, nhiều màu lắm nha quý khách nha, nhiều lắm, thiên đường luôn. Long lân quy phụng nha, tụ tập lại á, tứ quý đó. Đó, đẹp lắm. Có hai kiểu đó. Một kiểu là một kiểu tiền viên tắm nè, một kiểu là không thích viên tắm nè. Rồi bây giờ là em miêu tả sản phẩm kỹ không? Bây giờ trước tiên là cho biết trọng lượng đi rồi miêu tả sản phẩm. Dạ. Tầm nha, em báo tầm là cỡ tầm là 5.3, chụp màn hình nè, 5.367 nha, 5.367 quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em miêu tả sản phẩm ha. Trước tiên là em miêu tả là cái không có tấm đi ha. Em để qua đây giùm chị.
không thích tắm thì sẽ không lấy tắm. Mấy anh nào mà không thích tắm, không thích cái hộp tắm tắm trắng trắng á, thì là lấy cái này là vàng không. Đó. Con này là con rồng, ở trong là lưới, trong là lưới, cái đai rất là dày nha. Rồi em quay cận cảnh cái mấy con, cái con vật đó đi, mấy cái con, cái con. Ừ. Rồi cái này là con tỳ hưu, xong rồi con rùa ha. Rồi là con rồng và con phụng nha. Long lân quy phụng đó. Là con rồng, con phụng, con rùa và con tỳ hưu. Đó, quý khách mà mang thỉnh những cái sản phẩm này về thì thôi ôi, vàng và tiền đầy nhà. Đó, lọc rồi vô đầy nhà nha. Rồi bên này bây giờ tới cái tắm. Anh nào thích tắm trắng mà lấp lánh lấp lánh á thì lấy cái này. Đó. Mấy hộp tắm này là Kim Thành Thảo bảo hành vĩnh viễn luôn. Trọn đời luôn. Đây. Long lân luôn, cái này là con rồng và con phụng. Đây là con tỳ hưu. Con tỳ hưu và con rùa, nghĩa là con lân và con quy. Đó. Đây là đai giáp lưới chữ phước. Đây là giác lưới chữ phước nha quý khách nha. Rồi, rồi xong rồi đó em. Rồi tiếp tục là tới là hai con rồng. Thổi vàng. À cái thổi vàng đi. Này đi. Này đi. Đây là con phụng. Hai con phụng nha. Hai con phụng này nó tu luyện rồi. 5043. 5043. Em thiên về là phong thủy nha quý khách nha. Đây con phụng rất là đẹp, mờ quá bé. Ok. Đó, quay nhẹ từ từ các thấy. Rồi. Đây trong là cũng giác lưới chữ phước luôn. Đây ở trong là giác lưới chữ phước nha quý khách nha. Em tay. Đó, đẹp lắm luôn đó. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, để xuống mẫu đó đi em. Tại vì rất là nhiều con. Nhiều con, mỗi thứ em bắt một con thôi để cho quý khách thấy nhà em rất là nhiều mẫu nha. Đây là con bò cạp nha. Con bò cạp nó ôm luôn cái cục vàng đi luôn nè. Cái hộp màu vàng đi nè, bốn con luôn. Bốn con nó chia nhau ra, nó rinh nặng quá mà. Nó rinh luôn, nó đi luôn nè. Mấy chỉ bé? Cái chiếc này là 4 chỉ 8 10. 4 chỉ 8 10. 4 chỉ 8 14. Quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi để sản phẩm nó xuống giúp chị. Làm nhanh một chút xíu để cho nó gần hết giờ nữa rồi nè. Này là hai con rồng ôm cái thỏi vàng luôn nha, ôm cục vàng luôn á. Cái hộp màu vàng đấy. Rồi xung quanh của nó hai cái viền đá thay màu. À, rất là đẹp luôn nha, tắm luôn. Rồi cái đai trong là gì bé? Đây là đai chữ phước. Đai trong chữ lưới phước luôn ha. Rồi mấy chỉ? 4 chỉ 508. 4 chỉ 508. 4 chỉ 508. Quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi xuống giùm chị. Đây là con chó. Cái này là con quấu quấu. Con quấu quấu nó cổng trên cái lưng nó là con chó đó nha quý khách. Em nói con quấu quấu đó, em tiếu cho quý khách một xíu. Tự tiếng em rền rền em sợ mấy khách buồn ngủ. À, cái này là con chó, con mắt của nó là đây là con chó thần nha, chứ không phải con chó bình thường. Quý khách nhìn kỹ của nó đi, nhìn kỹ đi, rất là đẹp. Nó ngầu lắm đó, con chó thần đó. Trên cái lưng của nó phải mang trọng trách là cổng nguyên cái thổi vàng đi đó. Đó, đẹp chưa? 4 chỉ 7 12, quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em quay xung quanh cái nhẫn cho khách thấy đi. Rồi hai con chó hai bên nha. Đẹp lắm. Rồi đai ở trong cũng là đai lưới chữ phước luôn ha. Rồi. Hai cái đầu ông rồng này giới thiệu rồi. Nè ông đó, ông đúng rồi đó, ông gì đó. Cái ông gì mà... Ông thần tài. Thần tài gõ cửa, thần tài gõ cửa nha quý khách nha. 4 chỉ 498. Đó quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em. Đây là ôm thổi vàng. Ồ, thổi vàng này là em sẽ giới thiệu thổi vàng riêng cho quý khách nha. Đây, là nguyên một tẩy thổi vàng luôn. Đây, nói về thiên đường thổi vàng. Em có đủ cỡ và đủ kích cỡ và đủ mẫu. Và em có thêm hai cái thổi vàng chúa nữa. Thổi vàng có chúa, rồi thổi vàng lớn, thổi vàng trung, thổi vàng nhỏ. Em có bốn cỡ, và bốn cái cỡ đó là trọng lượng khác nhau nha. Trong một cỡ đó là nó xi xích nhau. Cái thổi vàng, cái thổi vàng này là em cầm giùm chị vừa giới thiệu, mình chị đâu giới thiệu được. Bỏ mấy cái đó xuống đi, từ từ tới cái nào tính cái đó. Rồi thổi vàng này là 4 chia 498 ha. Rồi còn cái thổi vàng nặng ở trên này là bao nhiêu? Thổi vàng này nữa nè, thổi vàng này là 5 chỉ 825. Thổi vàng này là 5 chỉ 825 nha. Rồi em quay tròn tròn cho thổi vàng cho quý khách thấy. Thì ông
Ông Di Lặc ha, cái này là ông Di Lặc thỏi vàng, ông Di Lặc bự lắm nha quý khách nha, to lắm đó, rồi đẹp lắm. Rồi em để mẫu đó xuống giúp chị, là thiên đường thỏi vàng đủ mẫu luôn. Rồi em để sát qua đây giùm chị, cái này là ba chỉ nha, thỏi vàng này là ba chỉ luôn, này là con rồng mà trách nhiệm của nó là gấp 6 cái thỏi vàng, hai nó có cái mấy cái chân thôi mà nó phải gấp luôn 6 cái thỏi vàng đi đó, bay đi đó. Em để chơi tháp thấy mà thấy cái tem nguyên luôn đi. Ừ, 3027 nha quý khách nha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Rồi bây giờ là em qua lại hai cái thỏi vàng bự. Cái thỏi vàng bự 11. Em có rất nhiều thỏi vàng khổng lồ. À, ông Di Lặc, ông mang ông gánh ở trên người là nguyên một lốc đồng tiền luôn. Đó, ông mang vinh hoa phú quý đến cho quý khách nha. Rồi em xung quanh cái đai này cho quý khách ra, xịt qua đây đi cho thấy luôn thổi vàng chung. Đó, tròn tròn. À, nghiêng cái đũa nó này, dày luôn, em chắc lòng trong luôn nha. Hột nó cao lắm, so nè, so hai cái nè. Thấy là một trời một vực không? Đó, hai cái để sát vô đi em, để sát vô. Đó, cái này là cái trung bình, cái mà đây, em đang chỉ đây. Đây, đi vô tay thấy nó to thổi nè. Đó, như vậy đó, đó, quý khách phân biệt nha. Đây là thỏi vàng chúa nha. Cái thỏi này cũng bự nè chị đi. Không, mà cũng không bự bằng đó. Nhưng mà để hai màu đỏ để cho so sánh đó chị. Đó, nhỏ, lớn. Đó là như vậy đó nha quý khách nha. Đó, rất là đẹp. Thì cái này là tầm là một lượng mấy? Cái chiếc này có chỉ 8 chỉ 18 thôi chị. 8 chỉ 18, cái nhẫn này là 8 chỉ 18. Em về hai cái nhẫn màu đỏ nha, em không có hột màu khác ngoài màu đỏ thôi nha. Quý khách nào mà thích cái màu phong thủy đỏ thì cứ ra tiệm vàng em tẩu về nha. Em chỉ có hai chiếc hàng độc quyền thôi. Đó, hàng này là hàng chỉ đặt mới có nha, còn mà ở ngoài thị trường là không có hàng này nha quý khách nha. Rồi mấy anh mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em ha. Rồi xong, em qua nhẫn hột sòn nhân tạo, hột nhẫn giả sòn thì giờ em chỉ quay cận cảnh như thế này. Quý khách nào thích chụp lại màn hình thì cái nhẫn này tầm là cỡ khoảng mấy chỉ? 3 chỉ, 4 chỉ chị, 4 chỉ đô la. 4 chỉ hay là cầm lên thả xuống, cầm lên thả xuống một cách nhanh là cho khách. Rồi để khách chụp màn hình 3 chỉ 894. Rồi mấy anh chị nào thích chưa khoan, khoan khoan. Mấy anh chị nào thích không thấy được em à, có nghĩa là để cho thấy được vừa nhẫn mà vừa tem luôn, đúng rồi. Tại vì em mình chỉ làm có một chiếc thôi mà còn nhiều sản phẩm ở ngoài. 3 chỉ 894 ngang. Rồi đó, em xoay một lượt một cái là cho khách thấy, rồi em để xuống làm một cách nhanh gọn. Rồi để xuống tiếp tục. Rồi cái này 3 chỉ 912, 3 chỉ 912 nha. Em che luôn, em cầm cái đai thôi em. Em cầm cái thanh. Tay này cầm đúng rồi, như vậy đó em thấy. 3 chỉ 912 nha quý khách nha. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Em miêu tả sản phẩm này, xoay 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 đúng rồi đó, đặc điểm đó là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Em còn 2 phút nữa là hết rồi đó. Mấy anh mà cái này tập mấy rồi quên rồi. Tập 3 mà em quay không kịp là mấy anh đón xem tập 4 giúp em nha. Hôm nay em dành cả tuổi thanh xuân cho mấy anh luôn nè. 3 chỉ 14. 3 chỉ 14 ha. Rồi xung quanh. Phải nhớ ghi tờ giấy giùm chị đâu có nhớ tập mấy để nói khách đón xem đâu. 2 chỉ 5, đừng có quay em, 2 chỉ 596. Rồi, em xoay ngoanh giùm chị. Rồi, tiếp tục. 3 chỉ 406 nha. Đẹp lắm. Em về một mẫu như là 5 cái vậy đó các à. Đủ đi tay luôn. Khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi cái này là 2 chỉ 642. Rồi em quay lại. Đúng rồi. Rồi để xuống giúp chị. Mấy anh nào mà thích quá là chạy ra tiệm vàng Kim Thành Thảo giúp em nha. 4 chỉ 086. Tiệm vàng của em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không tiện đi ra tiệm em ở quá xa thì là điện thoại theo ba cái số để em ghim trên cái trang của em đó nha, ghim trên từng bài viết, trên bài viết nha. À, quý khách nhớ điện thoại thì là nhân viên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho ha. 393-48. Rồi xong rồi em. Rồi mấy anh quý chị mà muốn mà sản phẩm nào thì cứ liên hệ ba cái số điện thoại ở trên nha. Hết cái bài tập này là em sẽ ghim ba cái số điện thoại trên. Liên hệ với nhân viên nào thì cũng được hết. Mấy bạn sẽ tư vấn nhiệt tình cho mấy khách nha.
đẹp không quý khách, đẹp quá đúng không, đẹp nao lòng luôn á. Rồi em để cái tên cho khách thấy chưa, rồi đây là con rồng nha, hai chỉ 774 ha. Rồi rất là đẹp, đẹp lắm đó, đẹp lắm. Rồi đó, cưng lắm luôn đó. Rồi tiếp tục, cái này là con rồng nằm trên một cái móc máy luôn đó, là mấy chị bé 4 chỉ 586 nha. Rồi đó, cái chữ gì đó em, chữ nước ngoài à, chữ tiếng Anh nha. Cái logo này là thương hiệu gì đó đó, chắc của hãng xe hãng gì đó đó, em không có rành mấy cái thương hiệu nha quý khách nha. Em quay từ từ chống mặt khách em ơi, chống mặt mấy anh, em cầm cái đai dưới thôi, em cầm cái đai dưới thon nhẹ thôi, rồi em quay nhẹ. Đúng rồi đó, vậy đó, cũng nhanh mà cũng nhanh, đừng nhanh quá, rồi quá nhanh quá nguy hiểm. Rồi bắt đầu tới thăng bài, thăng bài về lại rồi đó, đó thấy chưa, thấy anh thấy không, em về 10 chiếc nha, thấy anh có đủ đi tay luôn. Thăng bài đây là 10 G Q K sĩ nói lại nha, đầm đâu có, 10 ri đầm già xì. Hồi em cũng không có rành mấy cái này nữa, khổ ghê. Hồi giờ cái biết cái này đâu, 10 ri đầm già xì nha, em về 10 chiếc nha quý khách nha. Đó em quay cận cảnh cho mấy anh thấy nha, rất là đẹp ha. Rồi bóc lên mà một sản phẩm, một chiếc thì tầm khoảng 2 chỉ 475, một chiếc là 2 chỉ 475. Mấy anh mấy chị thích chụp lại màn hình giúp em, cái này em gọi là nhẫn nam nhưng mà nữ vẫn đeo được, mấy chị tay múp á nha, là đeo ngón giữa đó, cưng chưa, đó rất là đẹp. Em về có nhẫn nữ luôn một cặp của nó, nhưng mà ở đây là em đang quay nhẫn nam thì là em sẽ để nhẫn nam. Rồi bây giờ là em xin tạm biệt.